trị bệnh cho đức thầy chuyện này do đức bà kể tiếp theo chuyện sự lâm phàm của đức thầy thời gian sau đức thầy bắt đầu thân bệnh ngày càng trầm trọng thêm chạy chữa thuốc thang đủ cả mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm đức bà thấy căn bệnh lạ thường quá cứ trầm tư mặc tưởng thân hình ngày càng tiều tụy bà lo nghĩ là mắc phải bệnh tà bà đề nghị cùng đức ông thử tìm thầy bùa thầy pháp chữa trị coi như thế nào bởi thuốc tây thuốc tàu uống vào như nước lã thì biết làm sao hơn đức ông nghe theo lời chở thầy đi nhiều nơi nhưng đến đâu thì các lương y cũng đều bó tay và thuở đó đức ông bận việc làm nên thường vắng nhà bệnh tình của đức thầy ngày càng trầm trọng, trọng đến 7 ngày không ăn uống chi cả thấy thế bà hết sức đau lòng từ trong bước ra chỗ thầy nằm nắm chân thầy lay dậy mà hỏi rằng trong mình ra sao không ăn uống làm sao sống nổi đức thầy ngồi dậy hai tay căng ra thẳng nhìn bà rồi nói bà cả bà nhìn tôi coi có phải ba đầu sáu tay đức bà nhìn thầy nghĩ là đang mê sảng rồi bà khóc kế đó người nhà chở đức thầy đi nhiều nơi để điều trị tại mặt dân có ông sải cả người miên ông này chuyên dùng vua ngải để trị bệnh tà ma ông có nhiều pháp thuật đức ông cùng vài người nữa chở thầy đến đó sau khi nghe Đức ông trình bày bệnh tình của thầy, ông sẽ cả bước vào bên trong chánh điện của chùa. Một lúc sau, ông bưng ra một ly nước đỏ như nước rượu cho bệnh nhân uống. Thầy không chịu uống, thấy thế Đức ông rầy. Bệnh tình như vậy, thầy bảo uống thuốc lại không chịu, thì làm sao hết được bệnh? Thấy Đức ông phiền trách, nên thầy vị tình bưng ly thuốc uống. Uống vừa xong, thầy rùng mình, làm cho cả chùa chuyển động gần muốn sập làm cho người lo sợ sắp bỏ chạy ra ngoài, cho đến khi Đức Thầy không còn rung bình nữa, thì chùa cũng ngưng chuyển động. Trước chuyện lạ thường chưa hề xảy ra, ông sải cả tay chân run rẩy, mặt mày xám ngắt, đâu còn lòng dạ nào chữa trị nữa. Mẫu chuyện trên được ghi lại trong băng nhựa, theo lời thuật của ông Năm Chơn, tức ông Ngô Ngọc Trơn là cháu còn người chị thứ 8 của Đức Ông, luận giải. Đoạn này có một vài người bảo là nên để ra ngoài những mẫu chuyện bên thầy, bởi trong nó giống như chuyện khoa học giả tưởng. Nó không thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học hiện đại, nhưng sẽ thấy khoa học là con đẻ của Phật học. Để hiểu người con thì chỉ có cha mới hiểu rõ ngọn ngành, còn con mà muốn hiểu được cha thì cần phải có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, chuyện này lại xảy ra trước mắt của nhiều người, mà họ lại là những người vô tư xét thấy cũng nên ghi đúng sự thật để cùng nhau suy gẫm chắc cũng không hệ gì còn như câu chấp đúng hay sai mỗi sự việc đều đòi hỏi phải chứng minh mà trước đây đức bổn sư thích ca mâu ni phật đã nói ngoài thế giới này còn hằng hà sa số thế giới khác và trước khi uống nước đều phải niệm kinh siêu độ cho những sinh vật sống trong ly nước với phật nhãn ngài đã nói đúng sự thật nhưng vào thời kỳ trung cổ như thế đó, bảo khoa học phải chứng minh thì chắc là không có cách nào chứng minh được. Rồi mãi đến 25 thế kỷ trôi qua, với sự tiến bộ vượt bực của khoa học thì lời của đấng tôn sư đâu ai cần bảo phải chứng minh chi nữa. <laughs>